Starbucks là thương hiệu chuyên kinh doanh cà phê lớn nhất thế giới với hơn 21.000 cửa hàng tại 65 quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới trong nhiều năm qua. Song phải 2 năm sau khi thương hiệu nổi tiếng này đặt chân đến Việt Nam, cà phê của nước ta mới lọt được vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Starbucks. Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng cho biết, công ty Starbucks của Mỹ vừa chính thức công bố việc mua bán loại cà phê Arabica của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong hệ thống cửa hàng của công ty này trên toàn cầu. Starbucks cũng công nhận cà phê Đà Lạt là một trong 7 loại cà phê ngon trên thế giới. Tôn chỉ của hãng này là luôn tìm nguồn cung ứng hạt cà phê Arabica ngon nhất và được rang cà phê cực kỳ cẩn thận. Trước Đà Lạt, Starbucks chỉ thu mua cà phê từ 6 địa phương của 6 nước là Indonesia, Kenya, Rwanda, Brazil, Colombia và Guatemala. Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013. Mặc dù cửa hàng có vị trí đẹp, phong cách được các bạn trẻ ưa chuộng, song cũng có nhiều ý kiến cho rằng vị cà phê của Starbucks hơi nhạt, không hợp với khẩu vị cà phê đậm đà của Việt Nam.